phần chạy bền. Thì nếu mà điều kiện sân nhà chúng ta có đầy đủ đấy thì chúng ta sẽ để hai ghế, một ghế trên đây là ở vạch xuất phát và một cái vạch, một cái ghế nằm ở vạch đích. Chúng ta thực hiện xuất phát từ vị trí ghế thứ nhất như chỗ vạch xuất phát, chúng ta chạy đến ghế thứ hai vòng qua phía trên ghế thứ hai và về tới ghế thứ nhất, đôi vòng tiếp tục. Chúng ta có thể chạy từ 3, 5, 7 vòng tùy sức khỏe chúng ta. Chúng ta chạy chậm thôi, chúng ta vừa chạy hít thở đều, đánh tay, và sau khi chạy về thì chúng ta sẽ đi tới lui thả lỏng hai tay giang ngang, hít thở, không ngồi, không nằm hoặc không đứng, chú ý nha. Sau đây mà bạn Bảo sẽ vào vị trí xuất phát, bạn Bảo sẽ chạy 3 vòng, chú ý là bạn Bảo phân sức cho thầy 3 vòng chưa đều, chạy 3 vòng đều và bảo đảm là hoàn thành cự ly. Khi chạy thì chúng ta hít hai bước chạy, hít bằng mũi, hai bước chạy tiếp theo thở ra bằng miệng. Chuẩn bị. Thôi từ từ. Vòng thứ nhất, vòng thứ hai, vòng cuối cùng, tốc độ phải nhanh hơn chút. Trong quá trình chạy chúng ta quan trọng là chúng ta có thể bước chạy, đánh tay và hít thở. Rồi.